Mình khởi hành từ Sài Gòn vào lúc là 12 giờ rưỡi. Mình đang có mặt ở ngay cái chỗ khu vực mà Vĩnh Hảo á mọi người. Nói chung là cái đường đi cao tốc thì mình không có phàn nàn gì, mà mình rất là thích cái lộ trình cao tốc bởi vì nó làm cho mình tiết kiệm được thời gian và mình đi rất là nhanh. Nhà mình đang ở cái đoạn đường cao tốc mà từ Phan Thiết đi ra Vĩnh Hảo mọi người. Đường thì rất là rộng, đi rất là đã, nhưng mà đi được có 80 thôi. Ai mà không khéo dễ buồn ngủ lắm nha mọi người. Nhưng mà cái đường này mai mốt thì mình mong là sẽ mở 120 sớm, thì đi cho nó tỉnh táo xíu, khá buồn ngủ nha mọi người. Theo đúng lộ trình là mình phải có mặt ở Phan Rang tiệm cơm gà lúc 4:30 chứ không phải có mặt ở đây. Nhưng mà tại vì cao tốc hôm nay mình đi người ta chặn sớm, mình phải xuống rẽ sớm, thì cái đoạn đường đi nó kẹt thì mình trễ hơn 30 phút một chút. Cho nên là nếu mà sau này thì mình nghĩ là khi mà để tốc độ đường 120 thì cái khoảng mà mình đi ra Nha Trang sẽ còn nhanh hơn nữa. Còn bây giờ mình đang ở một cái nhà hàng Vĩnh Hảo 2 mọi người. Đây là một cái quán ăn giải khát, cà phê đủ hết và cái vị trí rất là đẹp. Mình dừng lại ở đây để nghỉ ngơi một xíu để đi vệ sinh, bởi vì nguyên cái đoạn cao tốc là không hề có trạm dừng nghỉ. Ở cái nhà hàng Vĩnh Hảo 2 này đó mọi người, có những cái chỗ vị trí chụp hình rất là đẹp, cho nên là ghé ở đây thì là mình vừa ăn uống một chút giải khát và có thể chụp hình check-in nữa. Đây là một trong những cái chỗ để mà ngồi chill chụp hình rất là đẹp nha mọi người. Khi mà mọi người tới mà cái trạm dừng chân này á, thật ra cái biển ở Cà Ná này là hồi xưa giờ nó đã đẹp rồi. Mình không hiểu tại sao nước ở đây rất là đẹp giống như ở ngoài mấy cái vịnh vậy đó. Cho nên là mọi người có dịp ghé qua thì nhớ ghé ở đây hoặc là ở trên một xíu cũng đẹp. Nhưng mà mình thấy ở khúc này á, là nó có những cái bãi gồ ghề của đá với lại sóng nó đánh lên á, chụp hình sẽ dễ đẹp hơn mà ít người KS nữa. Đó, bé Bin đang ngồi chill á. Này con đang làm gì á? Dạ con đi phơi nắng. Quá đẹp luôn á Bin ơi. Dạ, biển xanh quá à. Bước lên mỏm đá hoặc là ngồi cái góc này đi. Rồi, ngồi qua cái góc này quay lại. Đó. Thấy nước nó đánh lên không? Dạ, đẹp quá. Khi mà mình đi vào giờ này mình sẽ săn được hai cái nắng luôn nha mọi người. Nắng con sa lây giờ này rất là đẹp luôn á. Chỉ có nắng mà giờ tầm giờ chiều 3-4 giờ là giờ đẹp nhất á. 4 giờ 5 giờ. Nhưng mà ở đây mình thấy có người ta có để phòng tắm nữa, để ai mà vô tắm thì tắm. Đây là cái chỗ nhà mình ngồi ăn đó, thì mọi người thấy không, có một cái view rất là đẹp, ngồi đã quá mát. Ăn trưa đến chiều ở đây mình thấy là tuyệt vời bởi vì nắng xiên rất là đẹp nha mọi người. Nhà hàng cũng rất là rộng và có nhiều bàn. Thì đó mọi người sẽ thấy một cái con đường đi ngay đây nè. Mình đứng ở những cái lan can này nè, mình ngắm biển rất là đã. Chưa hẳn mọi người cần phải là người thích chụp hình check-in nữa. Mọi người ngồi ở đây thôi mọi người cũng cảm thấy rất là thoải mái, dễ chịu rồi. Đó, tiếp tục mình sẽ thấy một cái con đường luồn ven nhà hàng và bên kia là biển. Thì con đường này theo mình đánh giá là rất là thơ mộng luôn, rất là đẹp. Nước bây giờ bắt đầu lớn rồi, đánh mọi người nên cẩn thận nha. Sóng sẽ đánh văng nước lên người mình đó. Đó mọi người thấy không, sóng rất là lớn nha. Có những cái đường đi xuống này, nhưng mà mọi người nên cẩn thận nha. Những cái em bé mà hiếu động quá thì các cháu có thể là đi xuống đây và gặp nguy hiểm đó. Cho nên là khi mà cho các cháu chạy nhảy chơi, mọi người nên chú ý, lưu ý những cái điểm này. Mình không thể để mấy cháu tự đi được đâu nha. Những cháu lớn này ý thức được nguy hiểm cho nên là sẽ không xuống. Nhưng mà những bé nhỏ hơn thì có thể là các cháu sẽ đi xuống nha. Sao bên đi không nổi, bên đi xuống đi con. Rồi đi lên đây. Rồi bên đi đi. Rồi bây giờ được đi về chỗ ăn rồi đó. Dạ. Yeah. Bẹo lên. Đây, nhà mình có kêu cho bé Bin một cái mì gói xào thịt heo.
À. Bé Bin mà có mì gói là ngon rồi, bé Bắp thì bậm trợn quá. À, còn mẹ Bi thì khoái chỗ này đây, đẹp. À, Hương Thiện giới thiệu với mọi người nha. Khoáng chanh Vĩnh Hảo. À, mọi người thấy chai khoáng chanh này không? Vĩnh Hảo. Đó, uống rất là ngon nha. À, mẹ Bi là vua uống nước khoáng chanh luôn á. Có vị gì? Đó là vị nước khoáng có ga một chút á mọi người, nhưng mà nó có vị chanh, nó ngọt ngọt, dễ chịu lắm. Uống mà mình đi đường mà say nắng á, mình uống vô mình sẽ tỉnh người á. Mà chỉ có ở khu vực miền Trung mới có cái món này thôi. Khung cảnh ở đây rất là đẹp á mọi người, thì nếu mà mọi người dừng chân mà để nghỉ ngơi một chút, uống nước thì mình thấy hợp lý hơn, bởi vì bên này có nhiều góc để chụp đẹp. Nhưng mà nếu mà để mọi người mà ăn trưa hoặc là ăn chiều tối thì mọi người nên chọn cái nhà hàng phía dưới, cũng là nó cũng tên là Vĩnh Hảo, nhưng mà Vĩnh Hảo số 1 mọi người, thì nó có nhiều đồ ăn hơn bởi vì nó là một cái nhà hàng luôn. Còn ở đây thì nó chỉ là một cái trạm dừng chân thôi. Nhà mình đi hơi trễ một chút cho nên là bây giờ mới đến Phan Rang, thì trễ tiến độ mà mọi người, thì nhà mình thấy Phan Rang hơi lạnh nha. Đó, bây giờ phải mặc áo khoác cho bắp. Đây, bây giờ mình sẽ đi ăn cơm gà ngọc mọi người. Những lần đi trước thì nhà mình không có ăn được cơm gà ngọc. Đây là một trong những cái cơm gà nổi tiếng tại Phan Rang nha mọi người. Ngồi ngoài không? Ngồi ngoài đi. Đây, đây, nhà mình chọn cái bàn ngồi ở ngoài cho nó sáng sủa và nó mát nữa. Đây. À, mọi người thấy không? Đây là địa chỉ số 5 Trần Bình Trọng nha. Cơm gà ngọc. Nhưng mà lạnh quá, nhà mình vô trong mọi người ơi. À, phải vô trong thôi. Ở ngoài gió. Hôm nay lạnh rồi. Mình sẽ được ăn cơm gà nổi tiếng và ngon nhất Phan Rang hiện giờ nha mọi người. Theo như mình đánh giá thì dân địa phương là thích ăn quán này hơn cả cơm gà Đức hồi xưa giờ. Và mình rất là hiếm khi ăn được, bởi vì 4 giờ chiều quán này mới mở, cho nên chỉ có khi nào đi ngang chỗ này mà buổi tối mới ăn được ở đây thôi. Mình sẽ ăn cơm gà luộc truyền thống. Lấy mình hai cái gà luộc nhỏ với lại một cái có lòng á. Có một cái lòng, mình ăn lòng thông á được không? Một phần lòng thông. Lòng không? Bên em không có trứng chị. Hôm nay không có trứng, không sao, lấy lòng thông. Bên muốn ăn gà nướng thông không? Mẹ kêu ức cái miếng gà nướng cho con ăn. Cho con đi thôi. Vậy thôi, tí nữa mẹ mua về cho con xong. Thì mình thấy là không chỉ có bán cơm gà mà còn có bán cơm sườn nữa. Thì ở đây có gà luộc và gà nướng, thì mình thấy gà nướng rất hấp dẫn. Nhưng mà vợ chồng mình thì thích ăn gà luộc ở Phan Rang để mình cảm nhận được cái vị ngọt của gà miền Trung đó mọi người. Ở đây khi mà mình treo một cái phần cơm gà thì mình sẽ có phần cơm gà là phần cơm nấu với nước luộc gà, một miếng gà chặt khá là lớn, rồi mình ăn kèm với lại là một cái nước mắm là nước mắm gừng và một cái loại muối ớt. Bây giờ mình kêu thêm một dĩa lòng nữa, thì một dĩa lòng có huyết, mề và gan. Hôm nay thì hết trứng non rồi, thì hơi tiếc một chút. Khi mà kêu một phần cơm gà thì mình sẽ có một cái chén canh. Khi mình đến thì cô chủ có bonus để mình ăn thử là cơm cháy. Đây, một dĩa cơm cháy là nhà mình được hết nha.
cơm nấu với nước luộc gà rất là béo và ngon mọi người, dẻo dẻo. Mình thấy là gần như là tiệm cận xôi, nó gần giống xôi thôi nhưng mà nó vẫn là cơm. Cái hạt cơm rất là rời, nó cảm giác như là cái hạt cơm á, béo từng hạt luôn. Nhà miền Trung á thì mình sẽ thấy là có một cái độ dai vừa phải, không quá dai và cũng không quá mềm, làm cho cái cảm giác mình nhai mình cảm thấy thích thú, không bị bở, không bị mềm. Và nó tất nhiên là cái vị ngọt của gà miền Trung thì không cần phải bàn rồi, bởi vì nó rất là ngon và cái lớp da mọi người nó dính vào miếng thịt gà và nó vàng ươm, rất là ngon. Bây giờ là 8 giờ 15 rồi mọi người, mà nhà mình đã đến Cam Ranh. Thì cái địa điểm nhà mình ở đây một đêm đó chính là khách sạn Santorini nha mọi người. À, phía sau nhà mình là bãi đổ xe, mình vừa đổ xe đó, bây giờ mình sẽ cho mọi người coi nha. Hơi tối một chút, mong mọi người thông cảm. Đây, khách sạn Santorini. Bây giờ mình sẽ đi vô. Đây, Vin đi Vin. Mẹ vô. Đi 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 đi. Mình vô đường vô khách sạn đây phải không anh? Dạ. Dạ rồi. Reception mình điền này. À, vô phòng luôn rồi hả? Dạ. Dạ rồi, cảm ơn anh. Nhà mình đây, đây có cái hồ bơi. Ngày mai mình sẽ quay kỹ lại cho mọi người coi. Hôm nay thì hơi trễ rồi. Căn phòng mình khá là xinh. Nằm ở ngay trong góc này nè. Wow, xinh thiệt nha. Rồi để đi trực diện bên hướng này đẹp hơn. Đây. Dễ thương thiệt. Xinh ghê, phòng xinh lắm. Thiết kế theo phong cách Santorini. Vin vô đi con, Vin vô phòng đi con. Wow, xinh quá. Phòng đẹp dễ sợ luôn. Đây là căn phòng đẹp nhất của khu vực này và chỉ có một căn thôi mọi người, mà mình đã đặt căn đó bởi vì tụi mình đi cũng ngày thường á, cho nên là tụi mình đặt được, chứ thường cuối tuần mà mấy cái mùa trọng điểm du lịch như tháng 1 là hầu như là nó sẽ không có phòng này. Cái trên kia là một cái khung cửa sổ, nhưng thật sự mình không có tầng nào trên đó hết, mà là một cái khung cửa sổ để đẹp. Xuống đây mình có cánh cổng khá là lớn, hai cửa lớn, cửa kính được sơn màu xanh giống như là phong cách Santorini. Thì mọi người sẽ để ý là khi mà thiết kế theo phong cách Santorini thì mình sẽ thấy là có sử dụng rất là nhiều vỏ ốc. Rồi bây giờ mình sẽ đi room tour cho mọi người. Thì bước vào căn phòng thì mình sẽ có cảm giác là tràn ngập trong một cái ánh sáng, nó bao quát cả căn phòng. Và có cái mái vòm mọi người coi rất là lớn. Đó, có một cái mái vòm rất là lớn tạo cho mình cảm giác rộng thoáng. Rồi, trực diện là mình sẽ có một chiếc giường. Giường này là giường king size. Thì mọi người thấy bắp đã ngủ rồi. Đây, giường rộng king size. Thì phía trên là mình sẽ có những cái họa tiết là những cái vỏ ốc. Đó. Rồi bên đây là mọi người sẽ thấy là có những cái mái vòm mọi người. Những cái chi tiết thiết kế rất là đẹp. Đây. Kế đó là mình sẽ có một cái tủ. Cái này là thật sự là nó là cái kệ thôi. Thì cái kệ này thông thường là sẽ để mà tiết kiệm diện tích thì người ta sẽ để như vậy. Cái đồ móc quần áo cũng khá là xinh xắn màu trắng. Đó, mình có hai cái gối ở đây. Đó, hai cái kệ này có thể để được khá nhiều đồ. Và ở trong kia là một cái móc treo quần áo, một cái giá treo quần áo. Toilet cũng khá là xinh xắn theo phong cách Santorini. Kính soi hình tròn và tất cả những vật dụng mà mình sử dụng để mà vệ sinh thì nó đều là màu trắng. Nói chung là sạch sẽ mọi người. Từ cái cửa mà mình nhìn sang bên trái thì mình sẽ thấy có một cái bàn gỗ và một cái đôn. Người ta tận dụng một cái gạch này để là làm cái ngồi hướng đối diện, và mình có một cái nệm ở đây. Nệm ở đây là extra bed cho bé Bin đó mọi người. Từ ngoài cửa bước vào bên phải thì mình sẽ có quạt, tivi và tủ lạnh.
thì mọi người sẽ thấy được sử dụng ở đây là được cách điệu là những cái ô đá. Thì trong những cái ô này mình có thể đựng những cái đồ đạc, nó giống như là tủ vậy đó mọi người. Trong căn phòng này thì hoàn toàn là không có tủ. Mỗi phòng thì mình sẽ có hai chai nước suối. Và do đây cũng là quán cà phê cho nên là cái list thức uống rất là phong phú. Thì mình có thể là thấy là đây là cái menu này mọi người. Thì mình thấy có trà, cà phê, nước ép, soda, sữa chua, nước giải khát đầy đủ hết. Lúc ăn á mọi người thì quán hơi đông cho nên là tụi mình ăn nhanh gọn thì lúc đó mình không có nhận xét. Nhưng mà lúc mà mình ăn cơm gà đó thì mình thấy gà rất là ngon nha. Nếu mà phần nhỏ mà nó có cái phần mông á, nếu mà ai thích ăn cái da với lại cái mỡ mỡ thì nên ăn cái phần mà hơi có mỡ một tí. Tại vì cái gà ở đó cái mỡ nó rất là thơm và da nó rất là giòn. Bóc lọc ra kì mẹ đang review thì bắp đuổi gãy cười. Một nụ cười hồn nhiên. Rồi, bắt tham gia buổi review. Khi mà ăn cái cơm gà này á, thật sự nó ít cái độ xốp á mọi người. Thì ăn cái cơm này mình cũng nói là nó mỏi miệng. Nó hơi dai một tí. Ăn có mùi thơm giống như mình ăn nếp, ăn xôi vậy á. Ngon lắm. Mình đã mua thêm sườn nướng và gà nướng về ăn thử thì mình thấy ướp rất là thấm cái miếng thịt heo á mọi người. Cũng dày á, dày hơn những cái chỗ cơm tấm mà mình hay ăn nhưng mà lại mềm nha, ướp rất là ngon, rất là thấm luôn. Sườn nướng sao? Sườn ngon lắm. Vậy hả? Có vị mặn mặn nữa. Đậm đà đó phải không? Dạ đúng. Cơm gà mình thấy ngon. Đúng. Cơm ngon lắm. Bên thử gà. Bên ăn thử gà mới cầm cái củ tỏi rồi ăn này. Đúng rồi, đó. Đó là cái cánh gà. Đó, cầm lên đó. Hấp dẫn luôn. Sao? Thịt gà nó mềm. Rất là ngon. Còn thịt gà mềm phải không? Wow. Nó hơi dài dài chút. Nhà mình đã dậy rồi, bây giờ cũng còn sớm lắm, khoảng sáu mấy bảy giờ thôi. Bây giờ nhà mình sẽ đi quay khắp cái khu vực khách sạn Santorini để cho mọi người xem nhé. Khách sạn Santorini nằm ở số 507 Đại lộ Hùng Vương, Cam Nghĩa, Cam Ranh nha mọi người. Thì ở đây giống như là một cái khu phức hợp gồm có cà phê, khách sạn và studio chụp hình luôn. Cho nên ở đây thiết kế rất là đẹp. Thì từ cổng mình đi vào thì bên trái đó kéo dài cho tới vào tận khách sạn đó chính là quán cà phê mọi người. Quán cà phê thì một khoảng khuôn viên hẹp thôi nhưng mà được trang trí rất là đẹp, đặc trưng theo kiểu Santorini. Đó, bây giờ mình sẽ vô quán cà phê cho mọi người coi nha. Đây là cối xay gió. Cái cổng này rất là xinh. Thì mọi người sẽ thấy đi thẳng vào trong là mình sẽ thấy một cây dừa và một cái mảng màu cam nữa. Đó, mọi người sẽ thấy chữ Santorini. Cái này là cái khuôn viên hẹp hồi nãy mình nói, quán cà phê hẹp. Không tham bày quá nhiều bàn, người ta để khoảng cây xanh rất là nhiều. Bàn nước thì chỉ có nhiêu đây bàn thôi. Bàn nước mình thấy được phân bố rất là ok, không dày đặc. Đó, bây giờ mình sẽ vô cái khu vực chính, khu vực gọi nước nha. Đây là cái khu vực uống nước. Đó, đây là ba mẹ con đây. Đó, mẹ Vi vô khóa cửa rồi, tại vì anh Vin mới ngủ dậy. Bắp hôm nay dậy rất sớm bởi vì không có quen phòng đâu, không có quen giường nha. Đây, bây giờ mình sẽ uống thử ly cà phê ở quán Santorini nha mọi người. Cái gu rất là quen thuộc của miền Trung. Nó hơi đậm đậm, gắt gắt, kẹo kẹo. Đây là cổng vào của khách sạn Santorini nha mọi người.
thì người ta cũng xây theo ý đồ là người ta muốn làm thành một cái khu studio chụp hình luôn đó. Đó, bước vào thì mình sẽ thấy một cái hồ bơi đây. Hồ bơi nhỏ thôi nhưng mà rất xinh. Thì đó, mình thấy vô mát mắt bởi hai cây dừa. Và phía bên trái này thì có một cái tiểu cảnh. Mình nhìn là mình thấy Santorini rồi. Ở đây khách sạn rất chịu khó đầu tư những cái khoảng để mà mình chụp hình đẹp. Còn bên đây là cái khu mà mình có thể ngồi nghỉ ngơi. Đây là những cái chỗ để mà mình ngồi chơi nhưng mà nó phù hợp với khi là trời mát buổi chiều thôi mọi người. Ở đây là có một cái khoảng để mà mình ngồi mình uống nước nữa. Mình có thể order nước ở cái chỗ này nha mọi người. Khi mà mình không muốn mà đi ra ngoài cà phê đó thì mình có thể vào đây. Thì cái không gian này theo mình thấy thì cũng rất là đẹp. Đó, mọi người thấy không? Bàn ghế trắng xanh rất trang nhã. Mình cực kỳ thích những cái phối màu giống như vậy. Thì bên phải của cái cổng vào chính là reception nha mọi người. Khu vực reception thì cũng khá là được châu chuốt mặt thiết kế. Thì có một cái lối lên rất là dễ thương. Mọi thứ ở đây được xây dựng uốn lượn, cho nên là mình nhìn thấy nó rất là đẹp nha. Đó, mọi người thấy cái cổng vào không? Cái reception thì đó là cái dãy phòng ở đó mọi người. Phòng ở khách sạn chỉ xây một bên thôi, còn lại là họ dành cho trang trí chụp hình hết. Cái tòa nhà đó là cái tòa nhà của những cái phòng ở của khách sạn. Còn ở đây là mọi người sẽ thấy một cái chỗ giả bờ biển Santorini. Thì cái chỗ này ngồi rất là lung linh luôn đó, nhất là vào buổi tối khi mà lên đèn. Đây là một bức tranh vẽ. Khi mà mình ngồi ở những cái ghế ở đây, mình có cảm giác như là sau lưng mình là bờ biển Santorini vậy. Rồi, bây giờ mình sẽ đi qua bên cái phòng của gia đình mình. Thì cái phòng của gia đình mình là cái phòng độc nhất vô nhị ở đây, cho nên là mình rất là thích luôn. Và thiết kế theo mình rất là đẹp. Đợt này tụi mình tới Cam Ranh thì tụi mình chọn ở đây mình thấy khá xứng đáng á mọi người, bởi vì giá phòng cũng tương đối rẻ, không có cao nha. Giá phòng chỉ trung bình dao động từ 500 đến 1 triệu thì mình cảm thấy giá này rất là phải chăng, bởi vì nó rất là gần sân bay mọi người, thuận tiện lắm. Tại vì ai mà bay Nha Trang á là phải bay ra sân bay Cam Ranh thì là cách ở đây khoảng 5 đến 7 phút thôi. Ở đây cũng rất là dễ di chuyển để tắm biển, mặc dù biển nó không có sát cái chỗ hotel mình ở, nhưng mà nếu mà mình chạy ra bãi dài tắm thì sẽ rất là đẹp. Và cũng cách ở đây khoảng 10 phút thôi. Và xung quanh đây có rất là nhiều nhà hàng hải sản mà mình đánh giá, mình nhận định là giá cả cũng rất là phải chăng so với là Nha Trang á, mà ngon nữa. Mà mình thấy là cả như ở trong cái chỗ villa này á là rất là đẹp luôn á, là mọi người có thể chụp hình rất là nhiều kiểu cả ngày luôn, tại vì nó có những cái góc thiết kế rất là thông minh. Nó theo như mình đánh giá mà những cái resort mà mang phong cách Địa Trung Hải và Santorini á thì mình đánh giá cao ở đây, bởi vì họ xây dựng rất là kiên cố và chắc chắn á, không phải là chỉ là tạm bợ hoặc là dựng lên cho những cái màu sắc nó giống đâu, mà là những cái rường cột có những cái mà mái vòm đồ này kia cũng rất là chỉnh chu á. Mình thấy là có những cái góc mà nhìn như những con hẻm ở Santorini thật sự, chẳng qua là họ chưa có phát triển quy mô quá to để mà có thể làm cái đó thành một con hẻm, nhưng mà những cái góc đó chụp hình lên là nhiều khi người ta còn không biết là ở đâu nữa đó. Mà nhất là đi mùa này nữa, mình rất là bất ngờ vì mùa này mà ở đây lại có thể mát như là Đà Lạt. Trong kỷ niệm của mình mà mình nhớ là hồi trước mình đi khu vực Cam Ranh này là mọi người có thể đi tắm biển bãi dài nha. Sau đó thì lại chạy về khu vực này, nó sẽ có những cái khoáng nóng mọi người, tắm rất là đã luôn. Đó là nước khoáng thiên nhiên nóng luôn á, cho nên là hình như là ở phía dưới kia là cách đây khoảng 10-15 phút gì đó là sẽ có những cái khu vực để mình tắm khoáng nóng nếu mà mình không muốn tắm biển nữa. Cho nên cũng rất là thú vị đó.
Giáp Hồng ở đây thì chưa có bao gồm ăn sáng mọi người, cho nên bữa sáng của nhà mình chính là mì gói. Mì được ăn mì rồi, thích không? Dạ thích. Mì gì đây? Nhà mì lẩu thái tôm. Lẩu thái tôm hả? Nhất của mình. Mì thích nhất của mình hả? Dạ. Đổ lò nhiều thái cây không? Dạ. Để mình thử là nó giống có vị thái tôm. Ừ, vị thái tôm hả? Ăn đi. Làm gì á? Làm gì á? Mong là đã mang đến những thông tin thú vị và những phút giây thư giãn vui vẻ cho mọi người. Mọi người đừng quên đăng ký kênh Gia Đình Vivu để dõi theo những hành trình cùng gia đình mình nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.